Dạ vâng, xin chào tất cả các bác. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy, phụ trách bán hàng tại salon Topka 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một số mẫu xe đang được salon đang em chào bán. Vâng, thì đầu tiên em muốn giới thiệu đó là một chiếc Focus bản S, động cơ 1.5 EcoBoost. Dạ vâng, chiếc xe này của em sản xuất 2016, tên cá nhân, chạy hơn 3 vạn, biển số thành phố. Bên em đang chào bán cái sản phẩm Focus này giá là 625 triệu đồng. Đã, tất nhiên thì em sẽ còn bớt cho bác nào qua xem xe trực tiếp hoặc là liên hệ với số hotline em để ở dưới góc màn hình. Dạ vâng. Tiếp theo em muốn giới thiệu đó là một chiếc Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, chiếc xe này của em sản xuất 2017, tên cá nhân. Và em đang chào bán cái sản phẩm Yaris này với giá là 555 triệu đồng. Và em cũng sẽ còn bớt. Vâng, chiếc thứ tiếp theo em muốn giới thiệu đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2019, biển tỉnh. Dạ vâng, thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 535 triệu đồng. Xe rất là đẹp, một chủ từ đầu. Dạ vâng, chiếc thứ tư em muốn giới thiệu đó là một chiếc Mazda 2 bản Premium sản xuất 2020. Chiếc xe này của em là bản siêu lướt luôn ạ. Giá thì em đang giá thì chiếc xe này em vừa lấy về, giá thì em cũng chưa được nắm rõ, thì nó sẽ rơi vào đó đâu đó khoảng hơn 500 triệu đồng. Vâng, mời các bác đi vào sâu phía bên trong salon của em. Vâng, thì để em giới thiệu thêm một số chiếc xe cực kỳ đẹp. Vâng, đây là một chiếc Mazda CX-5 sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019, biển Hà Nội. Đây là màu xanh 45B. Vâng, chiếc xe này của em chạy 3 vạn và giá thì em đang chào bán là 865 triệu đồng. Dạ vâng. Thì chiếc xe này của em thì cực kỳ đẹp. Thì bác nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc Mazda CX-5 phân khúc khoảng tầm 800 triệu thì anh nhấc máy vô điện ngay cho em. Vâng, chiếc xe này cực kỳ đẹp. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Camry bản 2.0e sản xuất 2017, model 2018, đã lên mặt Galang Lexus. Vâng, thì giá thì em đang chào bán cái sản phẩm này là 840 triệu đồng. Và tất nhiên thì em cũng sẽ còn bớt. Vâng. Thì bác nào mà đang có nhu cầu ở xa hoặc là không có điều kiện xem xe thì hãy inbox vào số Zalo của em để dưới góc màn hình, thì em sẽ gửi video trực tiếp của con xe này cho các bác tham khảo. Vâng, tiếp theo là một chiếc Lexus 350 sản xuất 2014, biển tỉnh. Và chiếc xe này của em chạy chuẩn 6 vạn, nội thất kem. Xe thì nội thất cực kỳ mới. Và giá thì em đang chào bán cái sản phẩm này là 1 tỷ 980 triệu đồng. Vâng, xe rất là đẹp, màu bạc, nội thất kem. Và xe thì em bao check test các bác thoải mái luôn ạ. Vâng, phía bên ngang này là một chiếc Mazda 2. Vâng, chiếc Mazda 2 này của em là phiên bản hatchback sport. Vâng, theo như em biết là thế hệ mới 2020 này là bản này bản sport. Và giá thì em đang chào bán tại salon là 485 triệu đồng. Thì biển xe chạy chuẩn hơn 3 vạn. Dạ vâng, xe chạy ít, dàn lốp theo xe, xe rất là đều. Vâng, đây là một chiếc bộ phải nói là cực kỳ hot, dành cho những dân chơi nào thích đam mê độ xe. Vâng, đây là một chiếc Honda Civic bản RS sản xuất 2019, tên tư nhân, một chủ từ đầu và biển tỉnh. Và giá chạy có hơn 1 vạn, chính xác là 1 vạn 6. Thì bên em đang chào bán cái sản phẩm này là 860 triệu đồng. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu thì hãy nhấc máy và ebook hoặc là ebook cho em. Vâng, chiếc tiếp theo em muốn giới thiệu đó là chiếc Peugeot 5008, biển thành phố, chạy chuẩn hơn 3 vạn, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Và giá của em đang chào bán sản phẩm này là 1 tỷ 145 triệu đồng. Vâng, đây là bản full. Đó, thì các bác nào đang muốn mua một chiếc xe 7 chỗ thì hãy nhấc máy gọi ngay điện thoại ngay cho em nhé. Vâng, thì toàn bộ xe ở salon Topka 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội thì bán ra sẽ được cam kết bằng văn bản. Xe nguyên bản, không đâm va, không ngập nước, keo chỉ zin theo xe. Và bên em thì cũng hỗ trợ và liên kết với rất là nhiều ngân hàng. Thì quý anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe trợ góp thì hãy liên hệ ngay với em Thủy. Số hotline của em Thủy là 0961 157 636, thì em sẽ tư vấn chi tiết để anh chị có thể sở hữu được những chiếc xe đẹp tại salon Topka 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Vâng, thì sau đây thì em sẽ kết thúc video ở đây. Xin hẹn và
tạm biệt các bác, hẹn các bác ở những video sắp tới.